Sau những gì đã diễn ra với bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua, hẳn là thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rất khát khao giành chiến thắng trong trận gia quân tại giải U23 châu Á 2024. Trận đấu gia quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ là màn so tài với đại diện Tây Á là Kuwait vào lúc 22 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 4. Đây được đánh giá là cơ hội để thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn giành trọn vẹn 3 điểm. Theo nhận định của giới chuyên môn, U23 Kuwait không phải là một đối thủ quá đáng gờm. Nếu so với đội tuyển U23 Việt Nam, thực tế Cô Quét chưa bao giờ được đánh giá là một nền bóng đá có tên tuổi ở khu vực Tây Á mà vị trí 139 trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào cho thấy điều đó. Tất nhiên với các giải đấu trẻ, bất ngờ vẫn luôn có khả năng xuất hiện. Bởi vậy U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu thực sự tập trung nếu không muốn để mất điểm ở trận đấu sắp tới. Trước trận đấu này, những chiến binh sao vàng đã có 3 trận thử lửa với các đội bóng Tajikistan và Jordan để tích lũy kinh nghiệm. Và nhìn chung, thành tích mà họ đạt được cũng khá tích cực Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành được một chiến thắng cũng như có trận hòa 0-0 với U23 Tajikistan trên sân đối phương. Và trong trận giao hữu sau đó với Jordan, họ cũng cầm chân đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức và chỉ chịu thua trên loạt đá luân lưu 11m sau đó. Trái ngược với đội tuyển U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Kuwait lại đang để lại nhiều âu lo với thành tích không thắng đã được duy trì trong 7 trận đấu gần nhất với 3 trận hòa cùng 4 thất bại. Trong đó, trận thua đậm nhất mà đội bóng Tây Á phải nhận chính là thất bại 0-9 trước đội tuyển U23 Hàn Quốc ở ASEAN 19 diễn ra vào cuối năm ngoái ở Trung Quốc. Điều đáng lo hơn là U23 Kuwait đã phải nhận thất bại ở cả 3 trận đấu gần nhất, trong đó có những thất bại đậm trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Thái Lan. Những kết quả này cho thấy đây không phải một đội bóng thực sự đáng ngại. Và nếu U23 Việt Nam chơi tập trung và nỗ lực hết sức thì họ chắc chắn sẽ có cơ hội giành 3 điểm ở trận cầu tới. Tất nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ phải thận trọng và không được phép xem thường đối thủ. Bởi ngoài thành tích thi đấu gần đây của U23 Kuwait, đội tuyển U23 Việt Nam gần như có rất ít thông tin về lối chơi hay cách bố trí lực lượng của đội bóng này. Với việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, đây cũng là lần thứ hai U23 Kuwait góp mặt ở sân chơi này. Họ đã góp mặt ngay ở lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013 nhưng không qua được vòng bảng. Trong 3 lần tổ chức sau đó, Kuwait không vượt qua được vòng loại trong khi đội tuyển U23 Việt Nam đã liên tục tham dự từ vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 tới nay. Theo tìm hiểu U23 Coet hiện chỉ có 6 tuyển thủ quốc gia, gồm thủ môn Abdulrahman Kamil, các hậu vệ Mohsen Gaff, Yusef An, Haquan, tiền vệ Madi Dasti, các tiền đạo Ebrahim Kamil và Salman An, Avadi. Hiện đa số các tuyển thủ U23 Coet đều đang thi đấu trong nước. Đội bóng này cũng có chiều cao trung bình khá khiêm tốn và nằm trong nhóm 3 đội xếp cuối cùng U23 Việt Nam và Malaysia. Dẫn dắt đội tuyển U23 Coet là ông Emilio Payse, Bồ Đào Nha. Vị này chưa có thành tựu gì đáng chú ý trong sự nghiệp huấn luyện. Trước khi đến Cô Quét, vị này từng cùng U20 Bồ Đào Nha tham dự giải U20 châu Âu 2021-2022. Trước thêm giải đấu lần này, đội tuyển U23 Quét sang Qatar tập huấn từ ngày 9 tháng 4, nhưng họ ít khi tiết lộ nhiều thông tin với truyền thông. Họ thậm chí còn không có trận giao hữu nào chuẩn bị cho giải. Thế nên đây cũng là trở ngại lớn cho U23 Việt Nam trong việc phân tích, đánh giá về đối thủ. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á trong quá khứ, Hy vọng ông Tuấn con sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam có một khởi đầu tốt ở U23 châu Á năm nay. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng D với U23 Kosovo lúc 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, giờ Việt Nam. Nếu giành thắng lợi ở trận này, họ chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực để sẵn sàng cho màn thư hùng với đội tuyển U23 Malaysia ở lượt trận thứ hai tại bảng D diễn ra vào tối ngày 20 tháng 4. Ở lượt đấu cuối, thầy trò ông Tuấn sẽ gặp Uzbekistan, đội bóng rất có thực lực và cũng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu. Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Coes sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút hôm nay ngày 17 tháng 4.